Crecao cơ sở sẽ sử dụng động cơ 4 xi lanh tăng áp với hệ thống hybrid nhẹ. Sau một vài lần trì hoãn và một chiến dịch quảng cáo kéo dài, Maserati đã công bố mẫu SUV Crecao mới của mình vào thứ Ba. Lần đầu tiên Maserati gia nhập không gian crossover hạng nhỏ và hạng trung cạnh tranh. Crecao chia sẻ nền tảng cơ bản với Alfa Romeo Stelvio nhưng có dòng động cơ độc đáo và thậm chí nó sẽ có sẵn với hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện. Crecao trông khá đẹp, mặc dù kiểu dáng của nó có phần dễ đoán. Ngôn ngữ thiết kế mới của Maserati hoạt động tốt ở dạng SUV và nó chắc chắn trông đẹp hơn Levante. Tôi thích một số chi tiết như lưới tản nhiệt lồi. Nhưng tôi ước Maserati không kết hôn với những lỗ thông hơi trên tấm chắn bùn xến xúa. Crecao có chiều dài ngắn hơn Levante khoảng 6 inch và chiều cao chỉ ngắn hơn 1 inch. Và chiều dài cơ sở ngắn hơn 4 inch. Điều đó có nghĩa là Crecao phân chia sự khác biệt về kích thước giữa Cayenne và Macan của Porsche, đối thủ lớn nhất của nó. Crecao ra mắt thiết lập thông tin giải trí dựa trên Android mới với màn hình cảm ứng kép có khả năng sẽ lan rộng sang các mẫu Maserati khác. Màn hình phía trên có kích thước 12,3 inch và điều khiển hầu hết các chức năng thông tin giải trí cổ điển. Trong khi màn hình 8,8 inch phía dưới tập trung vào điều khiển khí hậu và các cài đặt xe khác, cả hai đều nằm trong cùng một mảnh kính gấp lại và trông khá bóng bẩy. Mỗi Crecao cũng có một cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 12,3 inch và đồng hồ trên bảng điều khiển truyền thống của Maserati nằm trên cùng bảng điều khiển giờ là kỹ thuật số hoàn toàn. Có một số chi tiết bằng nhôm mát mẻ, nhưng nhìn chung thiết kế nội thất của Crecao khá thuần thục. Maserati cho biết Crecao có nhiều không gian hành khách và phòng chứa hàng hơn so với các đối thủ gần nhất của nó từ Stuttgart mà không đặt tên trực tiếp, điều đó có nghĩa là Macan và Mercedes GLC. Và khu vực hàng hóa của nó lớn gần bằng Levante. Phiên bản Crecao cơ sở được gọi là GT và nó sử dụng động cơ 4 xi lanh 2.0 lít tăng áp với hệ thống hybrid nhẹ. Trong ứng dụng này, động cơ tạo ra 296 mã lực và mô men xoắn 332 pound-feet. Và Maserati cho biết Crecao GT sẽ đạt 60 dặm một giờ trong 5,3 giây. Sau đó, có Crecao Modena, sử dụng cùng một động cơ được tăng cường lên 325 mã lực và nhanh hơn 0,3 giây trong nước rút 0-60. Hệ dẫn động tất cả các bánh là tiêu chuẩn trên toàn thế giới và mọi Crecao đều có hộp số tự động 8 cấp. Hệ thống phanh Brembo thông gió và hệ thống treo đa liên kết là tiêu chuẩn. Và ngay cả phiên bản GT cơ sở cũng có sẵn hệ thống treo khí nén, bộ giảm chấn thích ứng và bộ vi sai hạn chế trượt. GT tiêu chuẩn với bánh xe 19 inch và Modena được 20S với đường ray phía sau rộng hơn. Sau đó là Trofeo, dùng chung động cơ V6 3.0 lít tăng áp kép với siêu xe MC20. Ở Crecao, động cơ V6 này tạo ra 523 mã lực và thấp hơn 98 mã lực và so với MC20. Maserati cho biết Crecao Trofeo sẽ tăng từ 0-60 dặm một giờ trong 3,6 giây và đạt tốc độ tối đa 177 dặm một giờ. Cùng với kiểu dáng bên ngoài mạnh mẽ hơn và các chi tiết trang trí nội thất độc đáo, Trofeo còn được trang bị tiêu chuẩn với bộ vi sai hạn chế trượt điện tử, hệ thống treo khí nén với bộ giảm chấn thích ứng, phanh lớn hơn với kẹp phanh 6 piston phía trước, bánh xe 21 inch và chế độ dẫn động Corsa. Đối với Forgo, phiên bản chạy điện hoàn toàn của Crecao, chúng ta vẫn chưa biết quá nhiều. Maserati cho biết nó có một gói pin 105 kWh và sử dụng công nghệ 400V và nó sẽ có sẵn với mô men xoắn lên đến. Forgo có thiết kế cản và bánh xe độc đáo. Lưới tản nhiệt khác trông giống red, các điểm nhấn bằng đồng và màu sơn mờ đặc trưng cho từng mẫu xe. Forgo sẽ được bán một năm sau các phiên bản khác của Crecao. Mỗi Crecao đều đi kèm với ghế bọc da, tay nắm cửa điện tử, nhiều chế độ lái, khả năng Apple CarPlay và Android Auto, trợ lý giọng nói cho hệ thống thông tin giải trí và nhiều tính năng an toàn chủ động như kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Các tính năng có sẵn bao gồm hệ thống âm thanh Sonos Faber 21 loa, điều hòa khí hậu tự động 3 vùng, màn hình hiển thị head-up và cửa sổ trời toàn cảnh.
Grecao sẽ được bán tại Mỹ vào mùa thu năm nay với giá khởi điểm 64.995 đô la Mỹ, bao gồm cả điểm đến cho GT. Phiên bản Limited Edition của Moderna hiện có sẵn để đặt hàng trước với khoản đặt cọc 500 đô la Mỹ. Nó sẽ có nhiều tính năng tiêu chuẩn hơn và các yếu tố kiểu dáng độc đáo thường không có trên Moderna và có giá 78.895 đô la Mỹ. Giá của Trofeo sẽ được công bố vào một ngày sau đó. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!